Chào mừng mọi người đã đến với kênh Hào Tiger. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tập mới của bộ đấu phá thương khủng. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiên ba cổ giới tai nạn sắp đến, bọn Hán nhất định phải bắt lấy bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi vì chữa trị thế giới chi chướng cũng thực sự là cái gì cũng có thể là làm được. Liền giờ phút này huyết sát tộc tồn tại, Đồng thời nhiều lần thi triển trận pháp, Tiêu Viêm đều đối với cái này có chút hoài nghi, Tiên Ma ý chí đã biết được Tiêu Viêm thân phận, như vậy đã từng cầu nhãn chính là đi theo tại Tôn Thượng bên cạnh, không khỏi không có khả năng đây hết thảy đều là tính toán. Không dám chắc chắn, Tiêu Viêm có thể giải quyết tình huống dưới, tất nhiên sẽ không dùng đến cầu nhãn. Nơi đây hạn chế linh hồn chi lực, như vậy Tiêu Viêm cũng chỉ có thể thông qua cực lôi, đối quanh mình tiến hành toàn diện lục soát. Huyết sát tộc bố trí trận này nhất định phải điều khiển trận này cho nên bọn hắn khoảng cách nơi đây sẽ không quá xa, tất nhiên chính là ở phụ cận đây nơi nào đó ẩn tàng. Tại tiêu viêm phi nhanh thời điểm cũng có huyết tiện đánh tới. Nhưng tiêu viêm mỗi một lần dùng đến cực lôi lúc đều có thể đem những cái này huyết tiện hát ra, nếu không phải nơi đây xương đen đối linh hồn chi lực áp chế quá mạnh, lấy tiêu viêm vực cảnh linh hồn chi lực đã sớm tìm được bọn hắn chỗ ẩn nút. Xem ra vực cảnh linh hồn chi lực còn chưa đủ, như giờ phút này ta có giới cảnh linh hồn chi lực, coi như cái này xương đen cũng vô pháp áp chế, tiêu viêm có chút trầm ngâm, linh hồn chi lực đình trệ tại vực cảnh cũng đã thật lâu chẳng qua tiêu viêm phát hiện tại luyện chế tuyệt phẩm đan dược thời điểm quả thật có thể đối với mình linh hồn chi lực tăng lên có không nhỏ trợ giúp nếu là cứ thế mãi không ngừng luyện dược để linh hồn chi lực đột phá đến giới cảnh cũng không tránh khỏi không có khả năng mà bây giờ tiêu viêm muốn tìm được huyết sát tộc nếu là không cách nào dựa vào linh hồn chi lực cũng chỉ có thể dùng man lực tiêu viêm mi tâm chỗ tả tôn ấn ký lấp lóe tố mệnh thuật để tiêu viêm cùng bát tinh nguyên thần hòa làm một thể cường hãn thân xác lực lượng lập tức bắn ra, tiêu viêm thân hình khẽ động, trực tiếp cúi người phóng tới quanh mình đứng vững sơn phong. Tìm không thấy, liền đem nơi này san thành bình địa. Tiêu viêm thân hình đón gió căng phồng lên, trong khoảng thời gian ngắn chính là đột phá trăm trượng, thân thể cao lớn tăng thêm lực lượng kinh người, những cái này sơn phong đối với tiêu viêm đến nói, đều là không thể thừa nhận hắn một quyền. Bành, bành, bành. Giờ phút này phảng phất toàn bộ sơn phong bầy đều đang run sợ, tiến vào trong đó người cũng không hiểu biết xảy ra chuyện gì chỉ là nghe thấy kịch liệt tiếng nổ không ngừng vang vọng trên mặt đất truyền đến chấn động lúc này toàn nào đó sơn phong bên trong vốn cho rằng mượn xương đen yểm hộ coi như không cách nào đánh giết bọn hắn cũng có thể toàn thân trở ra nhưng bây giờ ầm ầm thanh âm không ngừng truyền đến cũng đại khái xuất biết được tiêu viêm đã là đang tìm kiếm bọn hắn ầm ầm coi như bọn hắn còn tại suy tư nên làm như thế nào lúc chỗ sơn phong bỗng nhiên lọt vào một cỗ cường đại lực lượng hủy diệt nháy mắt bị phá hủy hóa thành vô số đá vụn lập tức hơn 10 đạo thân ảnh bốn phía bay tứ tung, tiêu viêm ánh mắt ngừng lại, lập tức tìm kiếm cầm đầu huyết bào nam tử. Mà khi tiêu viêm khóa chặt thời điểm, cái sau chính lấy cực nhanh tốc độ bỏ chạy, thậm chí trực tiếp từ bỏ cùng hắn ra tập một đoàn người. Lần này tiêu viêm cũng sẽ không lại để cho hắn chạy. Người truy ta, bọn hắn đều phải chết. Huyết bào nam tử cảm giác ra đầu nổ tung, bởi vì sau lưng kình phong lại lần nữa đánh tới, nhưng lần này hắn sớm làm chuẩn bị, tại phát giác được không cách nào tránh né về sau, huyết bào nam tử bỗng nhiên xoay người lại đưa tay vùng lên máu tươi trống rỗng hiện hiện sau đó nháy mắt ngưng tụ thành một đạo nặng nề huyết thuẫn đông tiếng vang nặng nề tại huyết thuẫn phía trên nổ vang cùng lúc đó huyết bào nam tử thân hình cực tốc về sau bán ngược khoát tay một tôn quan tài hiện hiện hắn trực tiếp chui vào quan tài ở trong ta ghi lại ngươi đắc tội ta huyết sát tộc định để ngươi chém thành muôn mảnh nó quan tài tốc độ cực nhanh tại tiêu viêm đánh nát huyết thuẫn chuẩn bị lại lần nữa truy kích thời điểm một tấm huyết võng bao phủ mà đến, mặc dù một quyền đánh nát, giờ phút này xương đen phía dưới, quan tài lại lần nữa không thấy bóng dáng. Tiêu viêm ánh mắt lạnh lùng, không nghĩ tới vẫn là để nó chạy trốn, chẳng qua lần này, nhất định phải để bọn hắn trả giá giá cao hơn, chủ tử đi, như vậy còn lại những cái này, tiêu viêm thân hình khẽ động, lập tức truy kích. Giết tám cái, tính đến người kia trốn bốn cái. Sau một lát, tiêu viêm lầm bầm nói, lúc này chiến đấu vang vọng âm thanh rút cục chậm rãi đình chỉ làm tiêu viêm trở lại trước đó phương vị thời điểm, lại là để hắn nhướng mày. Hẳn là đi nhầm rồi. Tiêu viêm nhìn bốn phía, nơi này một mảnh hỗn độn, bằng vào trí nhớ của hắn đến chỗ này, xương đen phía dưới, một nháy mắt thật sự là hắn là có chút không phân rõ. Bởi vì nơi này trung cổ bốn người thân ảnh cũng không thấy, tiêu viêm lập tức triển khai tốc độ cao nhất, đối quanh mình tiến hành tìm kiếm, một phen lục soát sau khi xuống tới, tiêu viêm đứng lặng ngay tại chỗ suy tư hồi lâu. Ngay tại tiêu viêm suy tư lúc, bỗng nhiên phát giác được dị dạng, thân hình lúc này liền là về sau bắn ngược oanh mặt đất vỡ vụn một con đầu chăn bỗng nhiên xông ra miệng lớn thôn vệ phương hướng chính là tiêu viêm trước đó chỗ tiêu viêm thế thế đấm ra một quyền trực tiếp oanh đến đầu chăn phía trên đầu chăn nổ tung máu tươi văng khắp nơi chỉ là nổ nát một cái chớp mắt tiêu viêm liền hối hận máu tươi màu lục lôi cuốn lấy kịch độc phun đến hắn thân xác phía trên không chỉ có như thế nó huyết dịch phát ra khí thể cũng là ẩn chứa kịch độc hỏng bét tiêu viêm lập tức lấy ra giải độc đan ném vào trong miệng không dám tiếp tục đợi ở chỗ này thân hình khẽ động lập tức hướng phía xương đen ở trong mà đi tiêu viêm rời đi về sau cự mãng thi thể chỗ xuất hiện mấy đạo thân ảnh lại có người chúng chiêu dạng này độc mãng trên thân tất cả đều là độc tố cho dù thân xác cường đại người đều khó mà chịu nổi đi thôi lại trễ người này chết lại phải các loại tìm tới hắn liền bắt đủ 10 người liền có thể tiến về từ điện đổi lấy kim ấn những cái này thân ảnh phía sau còn buộc mấy người xuyên thành một chuỗi, kéo lấy hướng phía tiêu viêm lao đi phương hướng mà đi. Lúc này tiêu viêm xếp bằng ở cái nào đó sơn động bên trong, trên thân nổi lên lục sắc quang mang, nọc độc đem tiêu viêm thân xác hư thối, sâu đủ thái xương. Cũng không phải nọc độc này cường đại, mà là nguyên thần bản thân phi thường sợ độc, bởi vì thân xác cường đại, cho nên khí huyết lưu chuyển tốc độ kinh người, độc tố sẽ lấy mấy lần cấp tốc lan tràn. Tiêu viêm trong lòng bàn tay lấy ra mấy viên giải độc đan trực tiếp ném vào trong miệng, cùng lúc đó, trên thân hỏa diễm bốc lên lập tức vận dụng tam đại hỏa diễm chi tâm bản nguyên chi lực đi khu trừ độc tố cũng may là hỏa diễm bản thân liền có khử độc năng lực tại tiêu viêm vận chuyển phía dưới độc tố bắt đầu biến mất hóa thành lục sắc khí độc dần dần bay hơi hư 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 tiếng thét đánh tới tiêu viêm bỗng nhiên mở hai mắt ra một tia sáng lạnh gào thét mà tới đưa tay ở giữa bát hoa huyền trọng xích ngưng hiện ra nháy mắt đem hàn mang ngăn trở keng trong sơn động tia lửa tung tóe nhấc lên xung kích trực tiếp để sơn động sụp đổ tiêu viêm thân hình trượt từ đá vụn ở trong sông ra tay cầm bát hoàng huyền trọng xích ánh mắt nhìn về phía phương xa nha trong thời gian ngắn như vậy lại đem độc giải rồi hết thảy ba đạo thân ảnh chậm rãi đến người nói chuyện hai mắt dài nhỏ nhếch miệng lên ở giữa tràn ngập âm tà cảm giác tiêu viêm giờ phút này trên thân hỏa diễm bốc lên nhìn dường như đã giải độc nhưng trên thực tế thể nội độc tố còn có lưu lại còn chưa kịp hoàn toàn khu trừ bạn đang nghe chuyện trên kênh youtube hào tiger khạc khạc ta đoán không lầm chất độc trên người của ngươi còn có chút lưu lại đi ở chỗ này giải trang cái gì thật sự là không khéo ngươi vừa lúc là cái thứ mười cho nên liền không có cách nào buông tha ngươi tiếng nói vừa mới rất thân ảnh hắn liền rơi xuống bên cạnh hai người hóa thành hai vệt cầu vồng hướng phía tiêu viêm vào thép mà tới con người tiêu viêm co sụp lại một cái lôi cuốn lấy lôi mang cự chùy gào thét mà tới mà phía sau hắn thì là hàn mang trượt hiện muốn thẳng đến đầu của hắn cực lôi trong chớp mắt dưới chân tiêu viêm cực lôi trượt hiện trước khi công kích đến trong nháy mắt xuất hiện ở hậu phương trực tiếp một thước vung ra bành một tiếng vang trầm đem người ở sau lưng cầm trong tay xong chửi đánh chúng lúc này liền là bay ra tứ tung cự chửi vô hụt nhưng cũng là lập tức phản ứng lại cự chửi quét ngang ép thẳng tới tiêu viêm lúc này tiêu viêm giờ bát hoang huyền trọng xích trong tay lên không chút hoang mang cùng cái cự chửi kia hung hăng đối cứng suy suy cả hai đối đầu trong nháy mắt, lôi đình vang dội, cô quang điện lấp lóe, không ngoài dữ liệu, cự trùy chấn động mạnh một cái, hẳn là bị sinh sinh bắn ra, chẳng hắn nắm lấy cự trùy thuận thế bắn ngược lui về phía sau trăm trượng, thời điểm ổn định thân hình mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhà, đụng phải cọng rơm cứng rồi, chỉ tiếc ngươi chỉ cần hút vào nơi xương độc này, mạnh hơn cũng bất quá chỉ là đồ chơi, tính người âm tà vừa mới rơi xuống, tiêu viêm chính là cảm giác trong cơ thể mình khí huyết quay cuồng một hồi, phốc phốc, cuồn cuộn khí huyết làm cho tiêu viêm không cách nào nhẫn nại phun ra một ngụm máu tươi bên trong máu tươi hắn phun ra lại là có thể nhìn thấy đồ vật màu đen nhúc nhích ừm chúng đọc không nhẹ ha ha trời trợ giúp chúng ta có thể bắt được một vị cường giả dạng này điện chủ hẳn là sẽ rất vui vẻ đi âm tà nam tử cười như điên không ngừng nếu không phải hắc ám nơi này nếu không nhất định là có thể nhìn thấy ở trong đôi mắt hắn cũng có đồ vật màu đen ở trong đó nhúc nhích tiêu viêm cảm giác cảm thấy hoa mắt hẳn là có cảm giác hoảng hốt hắc vụ độc tố tiêu viêm mặc dù có phát giác chỉ là không có nghĩ đến chỗ độc này đã thẩm thấu vào trong huyết nhục của hắn rồi thân hình tiêu viêm lui về phía sau dừng lại không thể tái chiến tiếp hắn nhất định phải lập tức đi đem nguyên thần phân thân phong vào từ thần hư linh tháp chín quan tài so với bản tôn phần lớn độc tố đều đang ở bên trong nguyên thần phân thân tách rời về sau sắc mặt của tiêu viêm chuyển tốt một chút nhưng độc tố trong cơ thể của hắn cũng là không ít đồng thời để cho hắn có loại cảm giác mê muội độc này so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì nguyên thần thể chất bản thân liền cực kỳ sợ độc, suy suy, dưới chân tiêu tiêu viêm cực lôi lấp lóe, cực lôi như sợi tơ cũng không đang chú ý, thân hình lui về phía sau một chút, chính là lưu lại một đạo tia sáng, lập tức biến mất không thấy gì nữa, đuổi theo, ở chỗ này không ai có thể trốn được đi. Ông tà nam tử lệ quát một tiếng, ba người đều là thân hình cùng nhau khẽ động hướng phía tiêu viêm cực nhanh, đuổi theo, tiêu viêm xuyên qua trong quần phong cực nhanh, khoái miệng tràn ra máu đen hắn giờ phút này đã vận chuyển hỏa diễm chi tâm trong cơ thể tiến hành áp chế. Nhưng độc tố trong thể nội giống như điên cuồng lan tràn, ý thức của tiêu viêm càng ngày càng mơ hồ, tiếp tục như vậy nhất định bị đuổi tới. Hẳn là xương độc này chính là đồ vật của cái phân thân tà tôn kia, khục khục, tiêu viêm nhịn không được hò khan. Cái này một khục chính là phun ra không ít máu tươi, giờ phút này tiêu viêm sớm đã là triển khai tốc độ cao nhất, được sự giúp đỡ của cực lôi, thân hình của tiêu viêm nhanh chóng xuyên qua, có thể rõ ràng vẫn luôn hướng phía trước ải từ đầu đến cuối không có nhìn thấy cuối cùng nơi này khả năng quả thực rất rộng lớn nhưng giờ phút này tiêu viêm càng thấy hắn hẳn là đã mất đi cảm giác phương hướng coi như không phải quay vòng tại chỗ cũng không có bay đi khoảng cách quá xa cảm giác hôn mê càng ngày càng mãnh liệt đây là độc tố nhanh chóng tại lan tràn tiếp tục nữa một khi triệt để mất đi ý thức hậu quả khó có thể tưởng tượng nhất định phải luyện chế ra thiên linh phá độc đan nếu như có tuyệt phẩm thiên linh phá độc đan ở đây loại độc này chỉ ít tạm thời có thể áp chế tiêu viêm đã nuốt rất nhiều giải độc đan, mặc dù phẩm cấp cũng không thấp, vẫn cùng thiên linh phá độc đan có tranh lệch không nhỏ. Chỉ ít không cách nào ngăn chặn trong cơ thể hắn mãnh liệt vô cùng độc tố, tiêu viêm rõ ràng, chỉ cần hắn dừng lại một lát, thời gian không đến nửa nén hương ba người kia nhất định sẽ bị tìm tới cửa, tiến vào nơi này tiêu viêm làm xong chuẩn bị tâm lý. Chỉ là không nghĩ tới biến cố tới nhanh như vậy, không chỉ có đội ngũ tẩu tán, liền ngay cả hắn đều trúng kịch độc như thế, bốn người trung cổ chỉ sợ cũng không tốt lành gì nếu như từng là phân thân của tà tôn, theo lý mà nói, chỉ cần ta có thể tìm được tử điện, nhất định có thể làm việc cho ta. Tiêu viêm mắt lộ ra vẻ suy tư, trong nội tâm nhanh chóng suy nghĩ ở hắn lúc này có thể làm những gì, nếu không phải hỏa diễm chi tâm tồn tại, hiện tại hắn sợ là đã sớm đánh mất ý thức, cùng lúc đó. Ba người đổi sát tiêu viêm, đã là truy kích được một thời gian, bọn hắn tựa hồ có thể cảm nhận được vị trí của tiêu viêm, cho dù là ở bên trong hốc vụ đều có thể tìm được phương ứng chính xác, ta đã dẫn đổ độc tố thể nội người này theo lý mà nói sớm đã độc phát người này làm sao có thể vẫn còn lần trốn tiếp tục đuổi thực lực càng mạnh càng tốt ba người lết nhau lại lần nữa mau chóng đuổi theo nếu như không có hắc vụ che chắn liền có thể nhìn thấy ba người khoảng cách tiêu viêm bất quá chỉ có mấy trăm trượng mà thôi đồng thời ba người là thẳng tắp tiến lên mà tiêu viêm thì là lấy phương thức đường cong đi vòng chính hắn lại cảm giác hướng phía trước đi thẳng ba người khoảng cách tiêu viêm càng ngày càng gần đến lúc ở hắc vụ bên trong phát giác tiêu viêm thừa dịp phía dưới hắc vụ ba người lập tức tạo thành xu thế vây quanh hư thân ảnh cầm trong tay sau nhận chùy thủ tốc độ nhanh nhất giữa không trung hóa thành thập từ hàn mang bỗng nhiên xuất hiện ở trong hóc vụ tốc độ cực nhanh đồng tử tiêu viêm bỗng nhiên co rụt lại cực lôi ra chỉ dưới lập tức né tránh bất quá ổn định thân hình trong nháy mắt kình phong lại lần nữa gào thét mà đến cự chùy cuồn cuộn bằng bạc bao phủ xuống ta nói ở chỗ này ngươi trốn không thoát đáng chết chỉ có thể như thế cự chùy rơi đến trên thân tiêu viêm bịt một tiếng tiêu viêm lọt vào trọng kít bắn ngược ra trùng điệp nện vào phía trên ngọn núi toàn bộ sơn phong lập tức sụp đổ bên trong đá vụn lại là không có động tĩnh cùng lúc đó hai thân ảnh lướt đi đem tiêu viêm bên trong đá vụn sách trong tay lúc này tiêu viêm tựa hồ hoàn toàn hôn mê ha ha bắt được đem hắn trói lại mang đi âm tà nam tử lớn tiếng cười nói hai người đem tiêu viêm dùng tơ vàng mảnh khảnh buộc chặt ở phía sau bọn họ cách đó không xa kéo lấy chín bóng người tăng thêm tiêu viêm hết thảy là 10 đạo. Nguy rồi, huynh đài làm sao cũng bại, mà ở trong chín bóng người này, bốn người trung cổ không khéo, cũng ở bên trong chỗ này, huyết sát tộc trận pháp quả thực chế trụ bọn hắn, nhưng lại bởi vì tiêu viêm kịp thời đánh gãy, trận này cũng không thể hoàn toàn phóng thích, lại là lúc đang chuẩn bị rời đi, liền bị ba người này bắt, bốn người cũng mơ mơ màng màng, ánh mắt nửa khép, nhìn cũng giống như tiêu viêm chúng loại độc này, ta cũng đã sớm nói, ở trong đó hung hiểm vạn phần. Lần này chúng ta đều phải chết rồi, Thạch Tiêu bất đắc dĩ đến cục điểm hiện tại hắn có chút hối hận vậy mà lựa chọn tin tưởng Tiêu Viêm có thể xông qua nơi này. Đến đây AD xin khép lại tập này, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và cũng đừng quên comment, góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.